Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại kênh của em Minh Xe Đạp Giá Sỉ. Em Minh còn một hai xe Twitter Smile bản tay cong thắng đĩa, em Minh bán cho nó hết đi nhé mọi người nhé. Thì giá thì vẫn là 10 triệu rưỡi, ưu đãi thì tặng chân trống này. Chân trống này là em dùng, em không nói chân trống thì mọi người lấy cái chân trống mới, em nhiều chân trống lắm. Chân trống inox này là loại cực kỳ là xịn và chắc chắn luôn, chứ không phải là cái loại mỏng mỏng nhẹ nhẹ đâu. Thì chân trống này, gọng nước, bình nước, chai nhớt, đèn nháy đằng sau, và em tặng thêm một nón bảo hiểm nhé mọi người nhé. Mọi người có thể có cái yêu cầu lấy món gì cũng được, đổi sang món gì cũng được, em cũng nhiều phụ tùng lắm. Giá bán là 10 triệu rưỡi, bao ship và tặng là full quà. Mọi người cùng tham khảo cấu hình của chiếc Smile tay cong này nhé mọi người nhé. Thắng đĩa piston dầu và đi là trục ti bút. Ba món là Shimano Clarit mọi người này, ba món gạt đĩa, cùi đẩy lip đấy chứ. Cùi đẩy lip là Shimano Clarit và lip là lip thả. Lip thả của Sugex. Trục ti bút này đồng nghĩa việc là đùm rỗng nhá mọi người nhá. Cái ti của nó to như ngón tay ấy. Rồi gạt đĩa cũng là Shimano Clarit luôn. Trục của nó là trục giữa là rỗng và retropec, giò dĩa là retropec, giò dĩa nhôm. Có không phải là cái nào nó cũng có cái ốc titan như này đâu mọi người. Do nhà máy người ta lắp vào ấy thôi. Không phải chiếc nào nó cũng lắp cái ốc này, kể cả trong những cái bản mà của R5, R10 cũng thế. Sên thì chỉ sử dụng sên sumo, sên này sên thường. Mọi người về có thể nâng cấp lên một cái sên sên KMC hoặc là sên Shimano gì đấy mọi người nhé. Vỏ thì xe thì sử dụng vỏ là 700 nhân con này phải 28. Vỏ này thì nó là lắp vỏ Kenda, là đây 700 nhân 28 mọi người này. Không nhỏ. 25 nhỏ, 23 nhỏ, 25 nhỏ, nhưng 28 này không nhỏ. Vừa. Mình đi thì có thể là xe đua, nhưng mà mình đi cung đường phố hoặc là đi đường hơi xấu, sỏi đá một chút vẫn đi được nhé mọi người nhé. Đó là thiết kế ra là nó là dùng như vậy mà. Màu sơn này khá đẹp, màu sơn này là màu đỏ mận. Không phải đỏ tươi đâu nhé mọi người nhé, đỏ mận khá đẹp đấy. Smile bản mới. Cái gióng trên này này nó to bản hơn. Và cái phuộc này nó to bản hơn những cái bản cũ. Xe thì không có thấy mối hàn, không nhôm thôi. Nhưng mà phuộc là carbon này, phuộc carbon. Twitter phuộc carbon, đùm trước cũng là đùm rỗng luôn mọi người nhé. Đùm trước cũng là đùm rỗng luôn. Tay đề của nó là tay lắc Shimano Clarit. Con xe mà nó sử dụng 3 món Shimano mà Clarit tay lắc như này thì cực kỳ là đảm bảo cho mọi người. Khung nhôm kết hợp với lại đồ Shimano trục rỗng, đi cực kỳ là bền, với lại thêm cái đùm rỗng nữa, đi rất là bền đấy mọi người. Thắng của nó đây, thắng này là thắng đĩa cơ nhưng piston dầu. Đây là cái củ dầu của nó, nhưng mà củ dầu của nó là củ piston thôi, chứ không phải là cả cái ống dầu đây luôn đấy, để nó giảm giá thành xuống một chút đấy mọi người. Chứ nếu mà nó lắp nguyên con này mà thắng dầu thì lại là nhiều tiền. Thắng dầu mà lắp vào xe đua là nhiều tiền lắm. Nó lại liên quan đến tay lắc này nữa này mọi người này. Tay lắc này cũng phải lắc dầu luôn. Em Minh bán là 10 triệu 500. Thì mọi người có nhu cầu thì ghé xem trực tiếp ở 98/10 Trần Thị Trọng. Là tên mới. Cống Lở là tên cũ nhé mọi người nhé. 98/10 Trần Thị Trọng, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Em Minh bán là 10 triệu 500 nghìn. Bao ship toàn quốc, tặng full quà. Chân chống inox này, rồi nón bảo hiểm này, gọng nước, bình nước, chai nhớt, đèn nháy đằng sau. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ qua số em Minh là 070 619 8999 nhé. Em cảm ơn mọi người.